trào lưu anti-vaccine đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút nhiều người quan tâm. Đáng nói, nhiều người đã lập hội kêu gọi các bà mẹ không tiêm vaccine phòng ngừa bệnh dịch khi mang thai và không tiêm ngừa cho trẻ nhỏ sơ sinh, gây hoang mang dư luận. Điều này đang gây ra những phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng, nhất là phụ huynh. Vậy, chuyên gia nói gì về vấn đề này ở góc độ chuyên môn? Nếu chúng ta không thực hiện cái việc tiêm chủng, tiêm ngừa đối với bệnh truyền nhiễm thì điều đầu tiên đó là khả năng mắc bệnh của chính những người mà không được tiêm cái vaccine. Mà cụ thể hơn đó là những em nhỏ, những trẻ mới sinh và đặc biệt là dưới 1 tháng tuổi, là cái sức đề kháng của trẻ đối với cái bệnh nhiễm trùng đó, những con vi trùng thì rất là kém. Hiện nay là có rất nhiều loại vaccine để có thể phòng ngừa được khoảng 30 bệnh truyền nhiễm trên thế giới, và hơn 190 quốc gia trên thế giới đã thực hiện cái chương trình tiêm chủng mở rộng cho người dân của nước mình. Đó, tôi nói chương trình mở rộng tức là tiêm chủng bắt buộc và miễn phí. Nếu chúng ta bị một con vật mà nghi là bệnh dại nó cắn, thì nếu mà lây nhiễm dại do virus dại mà truyền sang thì gần như 100% là có thể tử vong. Rồi thí dụ như uốn ván sơ sinh thì tỷ lệ tử vong của uốn ván sơ sinh rất cao, khả năng tử vong rất là cao. Rồi một số bệnh truyền nhiễm khác, thí dụ như bạch hầu, rồi cũng tỷ lệ tử vong rất là cao. Đó là những cái bệnh mà rồi bại liệt thì tử vong có thể không cao nhiều như những bệnh khác, nhưng có thể để lại di chứng rất là nặng nề, tăng gánh nặng cho xã hội. Thí dụ như rubella thì tử vong, bệnh rất là nhẹ, gần như không gây tử vong. Nhưng nếu rubella xảy ra ở trên phụ nữ mang thai thì khả năng để lại cái dị tật cho thai nhi lúc sinh ra đời thì rất là cao. Cái tỷ lệ đó rất cao, mà hiện nay chúng ta cũng đã có nhiều trường hợp là mắc cái dị tật sau sinh là do bà mẹ lúc mang thai đã nhiễm rubella, đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ. Chúng tôi nói đó là một số những ví dụ mà nếu chúng ta không sử dụng vaccine dự phòng có thể để lại hậu quả nặng nề là tới tính mạng của con em hoặc của bản thân mình hoặc thậm chí là của thế hệ sau. Vào thuốc cuối thế kỷ 19 thì có một cái trào lưu là gọi là giống như anti-vaccine, tức là chống lại cái chuyện mà tiêm vaccine mà đậu mùa, dẫn đến là số ca mắc bệnh đậu mùa gia tăng và hàng triệu người chết. Thế giới lúc đó là vào năm 1905 đã tổ chức quyết định là phải bắt buộc tiêm chủng vaccine đậu mùa, và sau đó được triển khai rộng khắp và nhiều những cái chiến dịch tiêm vaccine đậu mùa toàn cầu đã thanh toán được bệnh đậu mùa vào năm 1979 trên toàn thế giới. Cũng tương tự như vậy thì vào những năm 1970 ở Anh cũng đã xảy ra một cái làn sóng là không tiêm vaccine ho gà, bởi vì vaccine ho gà nó gây lại những cái phản ứng phụ cũng khá nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là sốt cao sau khi tiêm rồi đau nhức vân vân, thì đã dẫn đến cái chuyện là thay vì hàng năm chỉ có khoảng từ 8.000 đến 10.000 số ca mắc ho gà thì nó đã tăng lên hàng trăm ngàn ở nước Anh và vào những năm 70. Và sau đó thì với sự truyền thông và kêu gọi của chính phủ Anh thì đã tổ chức tiêm vaccine trở lại ho gà cho toàn dân là đạt được trên 95% và số ca mắc ho gà đã giảm nhanh chóng và hiệu quả cho thấy. Gần đây nhất thì vào những năm 2014 chúng ta thấy là ở Việt Nam thì xuất hiện cái dịch sởi. Đồng thời lúc đó ở những cái nước như là Mỹ đã xuất hiện tại 8 bang của nước Mỹ về những trường hợp mắc bệnh sởi và lây lan ra Canada, Mexico, vân vân. Và trước đó chúng ta biết là bang California của Mỹ đó đã có những cái trào lưu là cũng tương tự như vậy, tức là chống lại cái chuyện là tiêm vaccine và cảm thấy là tự hào vì là thực hiện cái chuyện là không cần tiêm vaccine vẫn khỏe. Nhưng sau đó thì xảy ra cái dịch sởi thì liên bang California, tức là bang California đã ra xác lệnh SB 277 để yêu cầu tất cả người dân phải tham gia cái chuyện là tiêm vaccine sởi, và ngay sau đó lập tức dịch sởi được dập tắt.
cho đến hiện giờ. Cho nên lời khuyên của ngành y tế cũng như của Trung tâm Y tế Dự phòng, trong khi chưa có những giải pháp hữu hiệu nào khác hơn vaccine trong cái việc phòng chống bệnh truyền nhiễm lây lan cho con em và cho bản thân mình, thì người dân hãy chủ động sử dụng vaccine làm một cái vũ khí hữu hiệu, một cách phòng bệnh chủ động nhất để phòng bệnh truyền nhiễm cho con em và cho bản thân gia đình mình. Với những gì thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trí Dũng vừa nêu, hy vọng rằng phụ huynh hiểu rõ vấn đề, đừng nghe theo những lời tuyên truyền phản khoa học trên mạng xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe gia đình mình và cộng đồng.